kiểm lại bản thân mình để xem coi cái cách hành xử cư xử của mình đúng chưa. Tinh thần là góp ý xây dựng với nhau. Vợ chồng là phải tin yêu nhau, phải chia sẻ, phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau và hiểu chồng mình, vợ mình làm cái điều gì. Đừng bao giờ ghen bóng ăn gió, mà đừng bao giờ mà vì quá nóng vội mà chúng ta gây thiệt hại cho chồng và ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của chồng. Tefal khám phá ra Ultraplus, mặt đế siêu chống dính và chống sức tối đa, giúp cho đường ủi của bạn mượt mà hơn. Tefal, nhu cầu thiết yếu của cuộc sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Ngay từ tháng đầu tiên á là thấy bé có một cái sự thay đổi rõ rệt rồi. Mình phát triển được cân nặng và chiều cao rất đều, phát triển trí não cũng tốt. Mỗi ngày cháu lại biết thêm một thứ, mỗi ngày lại có thêm một cái để mà khoe. Lấy sữa đi lá cuốn chồng. Ai cũng khen mẹ sao nuôi con khéo quá. Mình cảm ơn Dilac đã đem đến sự thay đổi lớn cho gia đình mình. Ảnh lương cho bà giàu vậy? Rồi biết thì thầy em ra đi thì sao? Trời ơi, đẹp đúng không? Mẹ nói mà, tôi tin nè chứ. Mua được bán gái, rồi cuối tháng đi đánh lương rồi tao đi với mày. Ừ, sao? Vậy hả? Đi chơi vui không? Mày á, mày nhớ cái mặt mày nha. Ít chuyện nhiều anh rất là dễ thương. Gì? Trời ơi, nói gì thiệt á hả? Thích dở. MaxiTop từ Việt Nam Mobile. Với 5.000 nói rộn ràng cả ngày. Việt Nam Mobile, ưu thế bất ngờ. Biểu tượng mới của sự thành công. Có một sự thật không phải ai cũng biết, một nhãn hiệu dầu ăn được ưa chuộng hàng đầu Việt Nam trong suốt 30 năm qua, đơn giản là nhờ vào chính chất lượng tuyệt vời và sự lựa chọn tinh tế của người tiêu dùng. Từ An, dầu ăn tốt hiểu món ăn ngon. Nhẹ sao yêu thế, gió thoảng ngang lên trời. Nắng vàng ươm hoa lá, nhảy múa khắp muôn nơi. Cả thiên nhiên khắc nghiệt cũng trở nên hiền hòa khi bạn được bảo vệ trong nhà. Sơn ngoại thất cao cấp Deluxe Wedding Shield bảo vệ và làm mát nhà bạn. Hôm nay là Vũ sẽ kể cho anh Linh câu chuyện mà vừa lạ nhưng mà vừa quen. Không biết chuyện nó có rắc rối dữ không anh? Rắc rối. Nếu mà rắc rối dữ thì anh xử, còn nếu mà rắc rối vừa vừa thì để Quỳnh Linh thử làm luật sư xử như thế nào. Rồi giờ hai, cả hai cùng xử nha. Rồi. Rồi mời anh xem. Anh đóng ít ít thôi. Thấy hoài vậy con nhức đầu. Trời ơi anh dặn em rồi, để anh làm xong ghế anh qua anh làm cho, em làm chi ảnh hưởng đến con anh sao? Có sao đâu, em có bầu mới có 5 tháng à, lặt rau chứ có làm gì nặng đâu. Ừ, nói gì vậy? Phải lo cho con chứ, em sắp cười phải nghỉ ngơi chứ. Anh có để 5 cái trứng ngỗng ở trong bếp á, em ăn chưa à? Ủa, em có bầu có một đứa mà sao anh làm tới 5 trứng ngỗng như vậy? Ăn theo ông bà nói thôi, sanh lão bệnh tử sanh, hiểu không, đủ 5 trứng. Em ăn vậy đủ là mới mốt con mà nó thông minh mà nó đẹp mà nó thông minh cỡ như anh trở lên vậy đó. Cỡ như anh đó hả? Ờ. Vậy thôi không ăn đâu. Sao vậy? Không được. Em nói giỡn, chọc anh á. Anh nghĩ đi, con mình mới sanh ra mà thông minh như anh thì mốt nó lớn bằng anh, nó thông minh cỡ nào nữa. Trời như vậy là nó trái với tự nhiên biết không? Không có đâu. Để nó làm cho. Chào anh chị. À. Làm gì mà sáng sớm hai chồng ngồi nói chuyện vui vẻ quá, đi từ ngoài còn nghe nữa đó. Dạ. Đang làm vụ con tôi với bạn. Dạ. Hôm nay tôi qua bên đây á là có cái thư này để gửi cho anh nè. Ủa? Đây là thư của ủy ban xã. Với lại là đây là cái giấy tờ đăng ký đưa cho anh với chị. Ủa? Là cái gì? Không lẽ cái này là cái vụ mà kia trước anh em mình nhậu rồi xong quậy hồi năm ngoái tới nay mới gửi hả? Không phải, anh cứ coi đi. Thôi thì anh mở ra anh coi coi.
vậy anh? Ủa? Vậy là sao? Ủa sao tự nhiên đi với quân tự vệ là gì? Hả? Chuyện này là trong độ tuổi như anh em mình là đi là bình thường, có gì đâu anh ngạc nhiên vậy. Không có được đâu anh ơi, trời em bây giờ em bụng mang dạ chữa gì, anh đi vậy rồi ai lo cho em? Không sao đâu mà em, anh đi có một thời gian ngắn thôi vậy. Yên tâm đi, viết thư cho bà xã thường xuyên nha. Thôi, anh đi rồi hả? Ai đi chợ nè, ai nấu nướng nè, ai rửa chân nè, ai nấu nước nóng cho em tắm nè, ai đút cho em ăn nè. Chị. Không có đi được. Chị à, nhưng mà đây là quy định của nhà nước. Ảnh nằm trong độ tuổi là anh phải tham gia thôi. Trời ơi, không có được đâu. Ảnh đúng là quy định nhà nước, nhưng mà bây giờ ảnh có vợ rồi. Ảnh có vợ rồi, giờ con sắp sanh ra nữa. Rồi ảnh phải nghĩ, bây giờ đi cái đó ảnh phải nghĩ việc làm tiền đâu nuôi con nè. Rồi lỡ ảnh đi công tác xa, rồi bắt cướp mỗi ngày, nhìn đi dáng của ảnh đâu có hợp. Thôi, được rồi. Thưa chị, nhưng mà ha, đây là theo quy định rồi, ảnh phải tham gia. Với lại á, em thấy là cái con mà tham gia tập huấn này cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian đâu chị. Nhưng mà anh nói nhân bất học bất chi lý, dịch nghĩa rằng biết thì thưa, thốt không biết thì dựa cột mà nghe. Dạ, con chào cô Trinh. Cô ơi, con đang có giải thích cho anh chị đây hiểu về cái công tác mà đi dân quân tự vệ, sao cô nói là con không biết. Cô không nói gì tới con cả. Cô nói là nói hai vợ chồng trong gia đình của cô, hai đứa cháu của cô. Dạ. Dánh lỗ tai lên mình nghe nè. Anh làm gì vậy? Hai vợ chồng mình chịu đựng thôi. Để con mình nghe bị chết rồi, cũng bụng chết ra luôn á. Bỏ cái tay ra. Bỏ cả cái tay bên kia ra. Tôi nói cho ba người hiểu. Đúng rồi, em nghe luôn mình. Ba người này nè. Con tôi phổ biến một lần, mai mốt sanh ra tôi không phải phổ biến một lần nữa. Rất là bất công, hiểu chưa? Dạ. Nè, con phải hiểu rằng nên lắng nghe những lời nói của cô. Là bởi vì sao? Tất cả những lời nói của cô đều được rút tỉa ra từ những trang sách quý. Mà sách nói rằng mỗi một trang sách là một người bạn hiền. Cho nên lời nói của cô rất là có giá trị. Con thấy chưa? Ăn nói cẩn trọng tới nỗi mà nói chuyện với con, cô cũng cầm theo cuốn sách. Cuốn sách này đó có 20 trang đúng không? Đọc từ năm kia đến năm ngoái qua tới năm nay cũng chưa xong luôn chứ gì. Mày! Lẽ ra là cô chửi con. Nhưng mà sách Thánh Hiền có dạy rằng người đọc sách không được quyền nóng tính, không được phép lớn lời. Nè, cô giận con. Con phải hiểu rằng đi... Nãy nói đi cái gì quên rồi. Đi dân quân tự vệ. Cảm ơn con. Nghe chưa? Đi dân quân tự vệ, con phải hiểu rằng thể hiện tinh thần yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Biết không? Cái này là cô đọc sách cho nên cô biết. Ủa? Mà hai vợ chồng bay đâu có đọc sách đâu mà biết. Ủa? Cô đọc sách nhưng có điều cô vẫn chưa biết. Ủa? Đi dân quân tự vệ có được phát đồng phục không? Ủa? Đi dân quân tự vệ có được lãnh lương không? Ủa? Đi dân quân tự vệ có được thăng chức không? Ủa? Sao cô đọc sách cô hỏi hoài vậy anh? Ủa? Em hỏi hồi cho anh bệnh thiệt luôn á. Ủa? Thì có sách biết, có sách không? Chưa đọc thì không biết. Ủa? Cái gì vậy? Con nó bị két chữ. À vậy hả? Dạ. Bây giờ vậy nè. Thôi giờ Minh giúp giùm tôi là Minh nói với lại bên ngay chỗ mà ủy ban đó. Là tại vì vợ tôi đang có bụng mang dạ chữa, con tôi cũng sắp sửa ra đời rồi. Còn mấy tháng nữa, thôi bây giờ vậy nè, xin với bên ủy ban cho đi dời qua năm sau đi được không? Không được. Sao? Năm sau con mình mới sinh có 1 tuổi và nó cần hơi ấm của người cha lắm. Ừ, thôi vậy cho qua năm tới đi, dời qua năm tới. Không có được. Năm tới con mình mới được 2 tuổi và lúc đó là cái tuổi nó biết nói, nó cần phải nói chịu cha. Anh đi rồi nó kêu làm sao? Thôi bây giờ vậy nè, anh Minh ơi, anh nói với bên ủy ban là cho đi dời qua năm kia. À không, không, được rồi, anh hiểu rồi. Thôi giờ bây giờ là dây là hay nhất. Hiểu không? Vậy là tính dạng toàn nhất là cái việc nói với bên ủy ban á, cho bây giờ thêm mười mấy năm nữa đi. Để cho mà khi mà lúc đó con tôi thành 18 tuổi rồi, đủ 18 tuổi hai cho con đi chung lượt đó. Dạ tiện á anh. Từ nãy giờ tôi đã giải thích với anh chị rồi, đây là quy định của nhà nước. Con à, đừng có phân dân nữa. Con phải hiểu tham gia dân quân tự vệ là thể hiện tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, yêu tổ quốc, con hiểu chưa? Yêu quê hương. Mà quê hương là gì? Quê hương là chim sẻ ngọt cho cô trèo hai mỗi ngày. Cô.